Xin chào mọi người, mình đang ở trường tiểu học Lê Đức Thọ, một trường mà xây dựng mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập ở khu vực và quốc tế. Và đây là cô Lê Thị Hồng Nga, phó hiệu trưởng của trường. Thì bây giờ mời mọi người sẽ đi thăm cơ sở vật chất của trường để thấy là một cái môi trường xây dựng mô hình tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế nó tuyệt vời như thế nào ha. Mời mọi người theo chân chúng mình đi nè. Trường tiểu học Lê Đức Thọ thì được thành lập năm 2015 và trường thì đóng trên địa bàn phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2017 đến nay thì trường xây dựng mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Ngày hôm nay thì các cán bộ quản lý trường học về đây dự hội nghị và cũng có hoạt động tham quan cơ sở vật chất của nhà trường. Đây là cột đảo Trường Sa Hoàng Sa, là công trình thanh niên để giáo dục cho các em tình yêu biển đảo cũng như là khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Bây giờ chúng ta quan sát sang khu vực bên phải là khu vực thư viện xanh của nhà trường, được trang bị rất là nhiều những cái loại sách, những cái đầu sách mà phù hợp với lứa tuổi của các em. Và bên trên của những cái tủ sách thì có in rất là nhiều những cái câu danh ngôn để giáo dục cho các em học sinh tình yêu với sách và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Cái dãy ghế, bàn ghế đá rất là mát cho các em ngồi đọc sách. Ở trên sân trường thì có rất là nhiều những cái cụm tiểu cảnh sinh động đẹp mắt do các thầy cô giáo của các tổ khối thực hiện. Có nhiều những cái loại tượng thú vật như voi, trâu, hổ. Phía xa xa có chú mục đồng đang chăn trâu thổi sáo bên lũy tre làng. Rất là sinh động, gợi nhớ cái phong cảnh của làng quê Việt Nam, hay chú cá sấu nè. Phía sau kia chúng ta thấy đó là khu vực hồ bơi, có mái tre với làn nước xanh mát và có hàng rào để đảm bảo cái an toàn trong quá trình luyện tập cho các em. Một cái dãy ghế sơn trắng rất là đẹp để các em học sinh nghỉ chân. Đây là khu vực sân ngoài được lót thảm để kết hợp làm cái sân bóng đá mini và tổ chức những cái hoạt động sinh hoạt tập thể cho các em học sinh. Xin chào cô hiệu trưởng xinh đẹp. Phía trước chúng ta tiếp tục đi tham quan nhé. Đó là khu vực vườn sinh vật. Thì có hai chú hươu cao cổ rất lớn ở hai bên. Đây là cái vườn rau để giao cho từng lớp một. Các em được tự tay gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Và khi thu hoạch thì các em được tổ chức phiên chợ rau sạch để bán những cái sản phẩm do chính tay mình làm ra. Có thể bán cho giáo viên hoặc là phụ huynh học sinh. Ở trong chuồng thú thì có rất là nhiều những cái chú rất là dễ thương như là chú dê này. Rồi phía đây thì có những chú gà tre, rồi chim chỉ, rất là dễ thương. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi ra phía sân ngoài. Ở đằng trước thì có những cái chung cư cao tầng ngay đối diện với sân trường học. Bây giờ mình sẽ đi vào ở những cái khu vực phòng học và phòng chức năng để tham quan tiếp tục nhé. Đây là cầu thang đi vào hội trường chính, được trang trí bằng rất là nhiều những hoa và được trải thảm. Còn đây là phòng giáo dục nghệ thuật, có đàn bầu này, đàn nguyệt, đàn thập lục, rồi đàn cò, những cái nhạc cụ Tây phương như là đàn organ này, đàn piano, rồi guitar treo trên tường này, những loại sáo. Ở đây thì các em học sinh sẽ tham gia học môn âm nhạc và tập luyện những cái tiết mục văn nghệ để chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Bên ngoài này chúng ta thấy đó là cái bức tượng của đồng chí Lê Đức Thọ, nguyên trưởng ban tổ chức trung ương và là người mà được nhà trường vinh dự mang tên. Còn đây là phòng giáo viên, là nơi mà tổ chức các cuộc hội họp của giáo viên và cũng là nơi mà giáo viên có thể trao đổi chia sẻ, nghỉ ngơi sau những tiết dạy. Bây giờ mình di chuyển vào hành lang để tham quan cái hồ cá của trường ha. Những chú hồng hạc thì được tạo hình rất là chân thực, đẹp mắt. Và điều đặc biệt là cái bể hồ cá được ốp bo bằng những cái tấm cỏ nhân tạo ấy, để tránh va chạm cho các em. Ở bên dưới thì vô số những cái loài cá koi, những cái chú cá koi màu sắc rực rỡ và kích cỡ thì khá lớn. Chắc chắn là các em học sinh sẽ rất là thích thú khi là nhìn ngắm những cái chú cá xinh đẹp này. Ở đây chúng ta quan sát ra sân ngoài thì
thì thấy là sân trong, khu vực sân trong được bao quanh bởi những dãy hành lang, dãy lớp học, phòng học á, thì có trang bị cả một cái màn hình LED rất lớn. Màn hình LED này thì chắc cỡ hơn 200 inch để cho nhà trường có thể tổ chức những hoạt động sinh hoạt tập thể, tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm cho các em. Trường thì cũng mới thành lập năm 2015 cho nên là cây thì cũng chưa nhiều bóng lắm, cho nên là có nhà trường có gắn ở bên trên những cái lưới che nắng. Bây giờ mình vào phòng phòng truyền thống của nhà trường, là nơi lưu giữ những hình ảnh, kỷ vật, những bằng khen, giấy khen của nhà trường trong quá trình hình thành và phát triển đến nay. Rất là nhiều những cái hình ảnh của tập thể sư phạm nhà trường này, những vị lãnh đạo đã đến đây tham quan, hình ảnh của đồng chí Lê Đức Thọ, là người mà trường vinh dự được mang tên. Rồi gia đình của đồng chí, hình ảnh quá trình sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí. Đây là thầy hiệu trưởng vừa đi qua đó. Chúng ta tiếp tục xem cái khu vực mà trưng bày giấy khen, bằng khen và những cái hiện vật của trường. Đây là các cuốn kỷ yếu. Kỷ yếu của trường thì được lưu giữ hình ảnh đội ngũ sư phạm, tập thể sư phạm cũng như là học sinh của tất cả các lớp học, các em học sinh đã học ở đây. Một cái không gian cũng khá là đặc biệt, được thiết kế ngay ở dưới chân cầu thang, được kê các tủ sách nè, trang trí thú nhồi bông, hoa, rồi tranh ảnh, trải thảm, là cái không gian mà các em học sinh sẽ tranh thủ ngồi đọc sách sau những giờ giải lao, trước giờ học, sau giờ học, cũng để tránh tạo cái bụi bặm nữa. Đây là phòng y tế được sắp xếp rất là ngăn nắp với những tủ đựng hồ sơ, rồi giường nghỉ cho học sinh khi mà các em có vấn đề về sức khỏe. Đây là phòng của cô phó hiệu trưởng. Còn đây là phòng của thầy hiệu trưởng với màn hình, rồi tủ đựng hồ sơ, bàn làm việc, bàn tiếp khách, rồi sơ đồ cơ cấu tổ chức của nhà trường. Và đặc biệt là tất cả các phòng học ở đây đều được gắn máy lạnh và ốp sàn gỗ. Đây là không gian của một phòng học. Tất cả các phòng học trong nhà trường đều được trang bị đầy đủ những cái thiết bị, trang thiết bị dạy học như là bảng đèn, quạt, máy lạnh, rồi bảng tương tác, rồi các cô câu khẩu hiệu, năm điều Bác Hồ dạy, hình Bác Hồ này. Rồi những cái kệ để đựng sách, đựng bình hoa. Rồi rèm cửa thì rất là trang nhã. Còn đây là cái bàn giáo viên, có một cái kệ để đựng sách và đồ dùng cá nhân của giáo viên. Có được trang bị máy in, máy tính, thậm chí là một cái máy xông hương nữa. Không gian phòng học thì luôn luôn lúc nào cũng tràn ngập hương và hoa, có cả hoa nữa. Những cái tủ để đựng đồ cho học sinh thì có gắn số để các em đựng đồ cá nhân. Và những cái bàn học thì rất là ngăn nắp. Một lớp ở đây không quá 30 học sinh. Ở dưới thì có bản đồ Việt Nam nè, bảng chữ cái, đồng hồ. Rồi trên tường có gắn bảng tin lớp. Và tường thì được ốp gỗ để cũng đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ. Phía ngoài thì có một cái tủ inox gắn vào tường để đựng những cái đồ bán chú cho học sinh như là ca, ly, khăn. Cũng rất là gọn gàng và đảm bảo an toàn. Đây là nhà xe của giáo viên, nhà để xe của giáo viên. Còn đây là khu vực vui chơi của học sinh. Ở đây thì cũng được lót thảm và tất cả mọi chỗ đều đảm bảo an toàn. Mọi góc cạnh đều được chăm chút để không có nhô ra những chỗ nào mà sắc nhọn khi trong quá trình các em chơi, thì để tránh gây tai nạn cho các em. Bây giờ thì mọi người sẽ di chuyển cùng với mình vào khu vực hành lang để đến tham quan một số những cái phòng chức năng khác nữa. Đây, ví dụ như đây là phòng học toán và khoa học bằng tiếng Anh. Thì phía ngoài vào là ta đã thấy những cái màu sắc bắt mắt của những cái bàn ghế mà sắp xếp hình lục lăng này, hình lục giác này rồi. Bên trên tường cũng gắn những cái trang trí hình lục giác. Đây thì có bảng tương tác này, các bảng bằng bút dạ, bút màu. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang phòng tin học của nhà trường. Phòng tin học cũng có bảng tương tác cho giáo viên thuận lợi trong dạy nè. Bảng tương tác kích cỡ rất là to và khoảng 50 máy tính.
được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp nè. Nhà trường thì có hai cái phòng tin học như thế này. Phòng thì cũng được gắn máy lạnh rồi. Đây là sân trong mà mình được quan sát từ phía hành lang. Những cái hành lang của lớp học thì rất là rộng rãi và thoáng mát, sạch sẽ, ngăn nắp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển tiếp theo đến cái khu vực tiếp theo là khu vực ăn bán trú của học sinh. Phía ngoài thì có rất là nhiều những cái bồn rửa tay để cho các em thực hiện vệ sinh tay trước khi ăn. Có cả trồng cả cây đằng trước. Đây là bàn ăn và bàn ghế, mặt bàn ghế đều được ốp bằng đá, rất là dễ dàng trong cái việc vệ sinh. Bên trên tường thì gắn những cái bức tranh hoa quả nè, tranh tĩnh vật nè, tranh phong cảnh nè. Ở đây thì có đèn quạt cũng rất là thoáng đãng. Có bồn rửa tay. Màu sắc thì sơn màu cam rất là bắt mắt. Màu sắc tranh ảnh thì sinh động. Đây là thư viện của nhà trường với rất là nhiều những cái đầu sách phù hợp với các em. Đặc biệt ở trường Lê Đức Thọ có trang bị một thư viện điện tử với trị giá kinh phí sắp đầu tư khoảng sắp xỉ 1 tỷ đồng. Các em sẽ không đọc sách giấy mà bên cạnh sách giấy thì các em sẽ đọc được sách ở trên laptop qua một cái kho sách điện tử với rất nhiều đầu sách. Và những cái laptop này được đặt trên những cái chiếc bàn được thiết kế hình dạng rất là vui mắt. Màu sắc thì tươi sáng, màu cam, màu vàng, màu xanh. Được sắp xếp thành hình lục giác hoặc là hình những bông hoa. Rồi các em khi mà tham gia đọc sách ở đây thì các em có thể tự chọn cho mình những cái đầu sách mà các em yêu thích trong cái kho sách điện tử của nhà trường. Ngoài ra thì trên tường cũng được trang trí những cái bức tranh bằng hoa, rồi những cái chú thú nhồi bông với hình dạng rất là ngộ nghĩnh, xinh xắn nè. Màu sắc thì vô cùng bắt mắt như thế này, chắc chắn sẽ là một cái điểm nhấn mà để cho thu hút hấp dẫn các em đến với thư viện điện tử của nhà trường. Sàn thì được lót bằng gỗ. Rồi đây là những cái headphone để các em có thể đeo khi mà các em đọc sách nói. Còn đây là cái tủ điện ấy. Cái tủ này dùng để đặt những cái laptop vào đó và có thể sạc một lúc, sạc pin cho 50 máy. Tất cả mọi không gian ở trong trường tiểu học Lê Đức Thọ đều được chăm chút, kể cả nhà vệ sinh. Khi mà bước vào nhà vệ sinh, chúng ta thấy một mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra là có tiếng nhạc, là có cây xanh, có máy sấy tay, rồi giấy vệ sinh, kính, có cả màn hình treo lên để những cái câu bảng biểu cho các em nữa. Đây là cái mô hình của trường được đặt trong một tủ kính rất lớn trước cửa hội trường lớn. Ở đây chúng ta có thể quan sát toàn bộ các khu nhà, các phòng làm việc, phòng chức năng, các hạng mục công trình của trường tiểu học Lê Đức Thọ một cách bao quát nhất. Và cái mô hình này đặt trong một tủ kính lớn, rất là dễ quan sát. Mình đi một vòng quan sát. Ở trên các hành lang ấy là tràn ngập hoa. Điểm đặc biệt của trường Lê Đức Thọ là chúng ta bắt gặp hoa ở mọi nơi. Ở cầu thang, ở trong lớp học, ở trong nhà vệ sinh, ở sân trường, lan can, hành lang, vân vân. Trong hội trường, chỗ nào chúng ta cũng thấy là những cái cụm hoa rất là màu sắc, rất là rực rỡ. Đây là hội trường chính, được có sức chứa khoảng 300 người, được lót thảm này, lót sàn gỗ này, gắn rất là nhiều máy lạnh và trang bị màn hình LED khoảng hơn 200 inch, màn hình LED lớn ở giữa và hai cái màn hình hai bên để chiếu những cái câu bảng biểu. Đây là một hội nghị, đây là hội nghị mà chúng tôi dự hôm nay. Đây là tiến sĩ Dương Trần Bình, hiệu trưởng nhà trường. Và cũng xin kính chúc thầy Dương Trần Bình cùng tập thể sư phạm nhà trường sẽ đoàn kết, phấn đấu để thực hiện hoàn thành cái sứ mệnh đã đặt ra cho nhà trường, đó là tạo dựng được một môi trường học tập có kỷ cương, nề nếp, thân thiện, tích cực,
có chất lượng giáo dục toàn diện và chuyên sâu, và có cái cơ hội tạo điều kiện thực cho các em học sinh phát triển tài năng và tư duy sáng tạo, để cho các em học sinh thực sự mỗi ngày đến trường là một ngày vui, và sẽ viết tiếp những cái trang sử mới cho trường tiểu học Lê Đức Thọ ngày càng phát triển hơn và gây dựng được cái uy tín ngày càng cao hơn trong lòng những người dân ở trên địa bàn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.